Tại Hà Nội, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, để thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất, phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 13 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó tập trung điều tra xử lý nghiêm minh 5 vụ án lớn. Từ sau phiên họp thứ 17 đến nay, mặc dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, nên công tác phòng chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo nói riêng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy Công an Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi gần 7.600 tỷ đồng, cơ quan điều tra tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch các tài sản có trị giá 773,37 tỷ đồng, 2,23 triệu đô la Mỹ, 34 bất động sản, 5 ô tô và nhiều tài sản khác, nhất là đã khẩn trương đưa ra xét xử một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân, liên quan đến đất số 7 đến số 9 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ xảy ra tại chi nhánh Lũng Lô miền Nam, công ty Lũng Lô. Xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan. Xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Đà Nẵng. Ban Cán sự Đảng, Chính phủ đã lãnh đạo Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra dự án nhà máy Đạm Hà Bắc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, một đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hai đồng chí nguyên cấp Thứ trưởng có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Những kết quả đạt được nêu trên tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cùng với việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh, xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế. Phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 13 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong đó, tập trung điều tra xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan trong các vụ án. Vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị có liên quan. Vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, Ban Quản lý Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham mô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri. Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty Gang thép Thái Nguyên. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định tinh thần là tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, duy trì, thậm chí làm mạnh hơn. Trong quá trình đấu tranh phải khẳng định nguyên tắc là nghiêm khắc, khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng, trách nhiệm, có lý, có tình, đầy sức thuyết phục, mang tính cảnh tỉnh, cảnh báo và giáo dục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng vẫn phải làm rất mạnh mẽ, quyết liệt, nhân dân đang rất đồng tình. Sự phối hợp giữa các cơ quan vừa qua rất tốt,
sắp tới phải làm tiếp, phục vụ cho công tác nhân sự đại hội. Những khâu khó như giám định, phải có cách làm, xét xử, phải căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, có yếu tố tăng nặng, có yếu tố giảm nhẹ. Quan điểm xử lý phải nhất quán, phải rất công tâm, công bằng. Tinh thần là giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, không chỉ cốt xử nhiều, xử nặng mới là tốt. Cần rút kinh nghiệm, cầu thị lắng nghe, đoàn kết thống nhất, đặt lợi ích chung lên trên hết.